thôi. 40 mấy bao dưa leo. Ở đây là làm từ thiện từ phụ nữ cho đến đàn ông, mà từ người lớn cho đến người trẻ luôn ha. Rồi chúc ngon miệng. Dạ. Dưa leo. Con gửi cô. Ủa cô biết con hả? Dạ. Không, mai mốt đi chú. Dạ. Dạ. Người không gầy dịch bệnh rồi. Ông làm gì để sống? Có làm gì đâu. Hàng ngày cái công việc ông làm gì? Ở công thì có giò không có làm gì được đó. Dạ. Không có con cái gì luôn. Ừ, không có con cái được có gì. Anh để ở dưới đò bỏ thả để đò cho em. Ờ. Rồi cái để trên đò luôn anh. Dạ. Rồi để nó chuyển qua bên kia. Mình rồi em bên kia em đón em lấy khỏi mất công anh chạy qua. Rồi nào em gửi rồi. Dạ. Thì bây giờ có nghĩa là em mua để mà giải cứu tiếp đám dư của mình là cái thứ nhất. Và cái thứ hai đó là những người dân ở quê em vẫn còn khó khăn. Em muốn hỗ trợ cái phần nào đó. Dạ. Mua để làm từ thiện luôn. Đó thì anh để cho em hai loại dưa đi cho nó loại đều cũng có mà loại tốt cũng có. Dạ, như có này có kia đó ha. Dạ. Rồi. Thì anh gửi em 500 kg thì nó khoảng bao nhiêu tiền em có thể gửi cho anh luôn cũng được. Dạ cô bác quý anh chị, hiện nay thì Bùi Hồ đang có mặt tại một cái bến đò. Và hôm qua thì Bùi Hồ có đặt một cái anh nhân này là để giải cứu dưa leo của anh là 500 kg. Thì anh chỉ chuyển cho Bùi Hồ được 450 kg. Và đây là cái chiếc xe này, mình sẽ chở với lại chú sẽ chở về để mà phát cho bà con. Và đây là cái chuyến đò nó qua này cô bác quý anh chị. Thì hiện nay do tình hình vạch ra dịch đó, nên là nữ là đò này chỉ có một chiếc chạy thôi đó. Và nãy giờ thì mình cũng đang đợi khá là lâu luôn đó. Không biết là mình truyền lên kịp không. Ê Trúc ơi, tới rồi Trúc. Bốn 45 bao là 450 kg. Để ở đây đây, mình lấy lên để đây nè cho mau. Đây là 45 bao dưa leo là 450 kg nè, mới chuyển từ bến đò lên đây để cho gần. Sau đó mình sẽ chuyển lên xe. Chuyển mới vừa xong lên. Rồi bây giờ chạy đi, con chạy theo. Thôi 40 mấy bao dưa leo. Mình ở đây cô bác quý anh chị thì các vị các cô đang lựa hộp dịch để vô, mỗi một bịch như thế là 10 trứng dịch cho những hộ nghèo, với lại 2 kg rưỡi dưa. Dưa này là mình giải cứu của anh Nhân ở bên An Phong á, mua anh 500 kg nhưng mà hôm nay anh hái có 450 kg à đó. Với lại bên kia thì gạo, thì mỗi một phần như thế hộ nghèo như thế là gạo với lại dưa hộp dịch. Bên đây đang vô dưa nè. Trộn chung hay Dương? Dưa đều với dưa thẳng chung. Ừ. Chứ trộn nó mới đều chứ. Để không người gì người khác có tiền lắm. Mà cái trái này ăn nó không ngon bằng cái trái đều á. Cái trái này thì mình nấu canh nó cũng ngon lắm. Chút đi. Có ăn được rồi. Không lợi ăn dưa không? Lợi. Bà ăn dưa qua lấy bọc ăn. Dạ. Dưa này quá than rồi mấy người làm dưa á chị Tư. Ừ. Ồ người ta than lắm luôn. Ta nói bây giờ bán như cho, bây giờ lấy công lấy tiền lợi tiền hái, người ta không dám gãy thuốc thêm, gãy phân thêm. Mà khổ lắm. Để lát nữa mình đổ cái đó ra. Hết này đi đổ ra. Dạ. Nặng vốn lắm á chị Tư, làm cỏ rồi làm vàng nữa. Rồi làm dây rồi đủ thứ nó thuốc luôn á. Dạ. Ăn dưa qua lấy, ăn dưa qua lại ơi. Tôm cần vô lắm rồi. Dạ. Nãy mà chị sao múc cái cho, tính cho nữa kìa. Cái đằng này thử tướng làm cái nào. Ở đây là làm từ thiện từ phụ nữ cho đến đàn ông, mà từ người lớn cho đến người trẻ luôn ha. Đủ thành phần luôn. Ba người đi chiếc xe đó sợ gì chết, sợ con mang con tôi lọc lố. Là cho nhỏ mới lấy quà. Tháng 3 con mang cái bắt sang luôn. Bắt
Cái này bán này mấy người nhà vườn vừa bán vừa cho chị Tư. Chị Út. Dạ lấy vốn, lấy công bẻ nữa. Ê, nãy chở nó đi với là lên tao biết tao đưa lên tiệm này con ai vừa làm vừa vui thằng này nó làm bên xưởng. Dạ vậy hả? Sáng nay thì mình chuẩn bị để mà đi phát cô bác anh chị, đây là gạo thì mình sẽ phát 50 phần với lại dưa leo với lại hộp dịch ở đằng kia. Mỗi một hộ khó khăn như thế là gồm có hộp dịch dưa leo với lại hộp dịch này, vô một bịch như thế là 10 quả với lại dưa leo với lại gạo. Còn dưa leo này thì cho tất cả bốn, dạ 41 nữa là đủ đó. Dưa leo đó hả? Dạ dưa leo nè. Dưa leo để sao đi, để gạo hết đi. Còn hết rồi đó. Hết rồi đó. Hộp dịch đó nè. Đây nó chí. Để nguyên cái khơi hộp dịch đi cho đừng để. Dạ. Hộp dịch để nguyên khơi luôn. Để nguyên sách nguyên đó lên luôn. Để dưa leo lên hết đi. Dạ. Gạo thiếu hết. Đây. Đứng chuyện chứ quán. Có mấy gạo muống thôi. Cái này là người nào cũng phát hết trơn á ông bảy. 50 trứng hộp dịch dưới cái này thôi là 5 trứng. Có một bộ. Hộp dịch này là người 10 trứng nè. Người 10 trứng với bọc dưa leo, hai bọc dưa leo. Một bọc dưa leo với lại một gạo. Một gạo. Là mấy hộ khó khăn, còn mấy hộ bình thường là mình phát dưa leo luôn. Đủ không? Đủ không? Này nhiều lắm. Dạ. Có gì đâu vòng vòng hả bác dưa leo. Dạ. Dưa nó ai mới tặng dưa leo lắm. Dạ. Dưa leo này chơi tới mấy trăm bọc mà. Đến thẻ. Từ chỉ cũng xong rồi. Lên đây. Dạ, lên đi. Không sao. Nếu mà trước hai bên ngồi đây thì được rồi. Rồi. Gạo rồi. Để chỗ nào gạo? Gạo, 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 gạo dưới này nè. Gạo thấy rồi. Con dốt ngọn xe ha. Ừ, ngọn về đi. Dạ. Bỏ chỗ này được không? Cái gì? Dạ. Đâu có mày chạy thẳng luôn đi. Chạy được 3 tháng 2 đi quẹo qua giỏ thì sao? Chạy vô xung quanh luôn. Hôm nay thì có mấy chú đi phụ chung á, vui ghê á. Đây. Một bọc gạo đó. Đây. Đây nữa, đây nữa. Đủ rồi. Đưa gạo nữa. Gạo nữa anh Tư. Nhung lắm mà. Dạ. Rồi ăn dưa leo lấy ăn nè. Nhung phải không? Đó lấy được không? Dạ. Đưa đưa bịch tới coi. Ông Tư Thò lấy đó nha. Có gì đó coi. Đây đây mấy bằng chứ. Con còn muốn kìa, muốn dưa leo nè, dưa leo không? Một bịch gạo nữa, gạo luôn. Thằng nữa ba phần đó hả? Đủ vô đủ. Dạ ba phần, ở trong đó là tổng cộng là ba phần. Cho bọc nữa bọc. Dạ cũng bên. Dưa hả chú? Cho bọc dưa nữa. Dạ dạ đó. Lấy đi. Ai dưa lấy? Cho muốn đi. Muốn. Con muốn lấy này nhiều nè chứ. Con muốn. Chứ lại dưa leo.
Nè chú. Dạ. Lấy đi con. Dạ. Đây đây. Đông ông Úc. Ấp mình đó. Nó có từ trong gạch đổ dầm qua tới đây tới nhà nợ hồ à. Dạ. Bọc xuống tới dưới ngã ba dưới nhà. Khoảng chừng ngàn hộ gì ha. Hôm nay đi phát ở ấp không à. Đi từng ấp trước. Có một cái là bây giờ có tiền cũng không có chỗ mua hay không? Có gì đâu, giờ tiền á. Giờ có đó mà ngặt bây giờ cái đồ ăn gì nè. Ghê không? Dạ. Ngần ngần. À, lấy đi chị. Nhỏ lớn như cũng vậy à, bọc nằm. Rau với bọc dưa hả? Dạ. Rồi. Ăn ngon miệng. Cảm ơn nha. Dạ. Dạ. Lấy cho dính bọc luôn em. Nu gỡ bọc lấy dưa chị Ly ơi. Đi ăn ra lấy nhanh đi. Ai ăn gì lấy? Rau. Dưa. Dạ. Không không không. Đợt này chỉ có đủ rồi. Rồi ai muốn ăn nhiều đó lấy. Vô leo thôi. Vô leo rau muống dạ. Mà. Lấy đủ ăn. Rau muống á. Bỏ tạo chết. Dạ. Rau muống à, lấy muống không? Dưa không? Lấy vô. Rồi bỏ muống luôn. Không có vô leo đâu. Dạ. Rồi, ai còn thấy thì hai bữa bữa có gì. Hai bữa có nữa. Ai mà bán đồ mà treo tùm lum luôn đó. Ui. Nó đó, mà bịch gạo bịch dịch luôn. Dạ. Mẹ cứ sợ mất phần nó không. Đây. Vừa. Vừa có kìa, vừa có. Hơi đủ bá đồ nghỉ hôm nay một tháng ướt dạ nữa. Dạ. Vừa hả cô? Vừa ha. Gạo bịch dịch vừa. Đây. Dạ, không cái này cái phần của bà. Đây phần của bà đây ha. Rồi, ấy bà cầm đang hoàng có chuyện rất nha. Rồi, chúc bà ngon miệng nha. Ông con kia ta đi cái mặn rồi tôi ngồi một cái giùm. Đây. Đây, cái này bà ăn chưa không? Đi mặn dạ. Chiều chiều gì hết vậy? Đưa bỏ một hộp trứng nữa. Một hộp vịt nữa ha. Dạ. Rồi đó, phần đó có đây. Chị có ăn dưới ăn dưa leo không lấy thêm không mình chỉ ra có dưa leo bỏ dưa leo chưa có rồi có cô có dưa leo rồi dạ đi đây ta cầm cả ơi cầm cả có luôn nè. Đây. Ông ấy khoán vài con cơm cho. Đủ ăn vừa. À, dạ rồi. Lấy đủ ăn đi. Lấy đủ ăn. Mình lấy đủ ăn. Lấy đủ ăn. Rồi. Dạ. Có cải gì không? Có không? Đợt này không có cải. Có cần nấu. Ông Út. Út đi bán hàng chắc mau 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 hết lắm á. Được được. Đâu lấy vừa không? Ra lấy được rồi đâu. Để cái gì mới. Rồi có ba ông có rồi thôi. Rồi rồi dọc luôn. Đây đây ta. Đây đây. Rồi táo ngon nha. Ờ dạ. Dạ phải vừa giống vườn bọn đi phải vừa. Đứng ra đứng ra. Đưa 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 phần gạo luôn luôn đưa cho. Rồi lấy phần gạo luôn. Có lòng có lòng. Mẹ lấy bọn qua đi đó. Phần gạo á. Gạo đây. Gạo kệ xong lấy hẳn cho. Dạ đây đây. Dạ. Để em lấy bọn dưa leo giống luôn đi. Dưa leo luôn. Dạ rồi. Chập chập nhất luôn cho ba người ta như vậy. Ba 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 thằng đó. Vậy con chạy đưa cho là. Nên. Có lấy dưa là lấy. Để tôi lấy hai bọc dưa. Dạ dạ. Rồi đưa bịch gạo nó coi. Đây. Bịch gạo được không anh quay? Cho tính dịch là vừa leo mấy thì lấy vừa đủ ăn. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Hộ nghèo, căn nghèo. Hộp dịch là hộ hộ khó khăn. Chú bà cho nó. Cái phần nào, cái này là phần nào? Đây. Đây. Dạ. Các bà đưa đưa bịch cái gạo nó gì? Hộp dịch nó. Đây, đây. Dạ, cao muốn. Cao, cao tặng luôn. Rồi, dạ, đây con gửi cô. Dạ. Dạ, cô. Rồi ăn vui rồi lấy. Dạ. Rồi. Chị lấy không? Rồi. Dạ. Lấy dưa leo
không à? Dạ. Dưa leo. À dưa. Nè tớ. Đây nè. Đây bọc dưa luôn. Dưa luôn không? Có mấy chú này đưa phát tặng nhà luôn nữa không? Dưa. Giờ không có ở nhà này cũng để trước nhà luôn. Dưa dạng không? Tại vì các chú này nắm danh sách hết à, nên sợ biết phát. Bà hai lấy dưa không bà hai? Dưa leo. Dưa leo. Ừ quá vậy. Dạ. Dạ bà hai lấy bịch nào cũng được á. Bịch nào cũng được hết. Dạ. Giờ dưa. Có gì thiếu để sao? Thiếu luôn. Để có thiếu quên không? Dạ. Để này luôn đi tu. Dạ. Chưa có không? Rồi. Số là không? Đấm thép rồi đi quy. Số nhà cạnh đó kìa. Đưa cho bà Tám. Dạ. Bỏ này bỏ đóng đi. Dạ. Ứ chừng này hơn cái này còn nhiều mà. Đi dạ. Đây hộp dạch đây. Không phải là đâu. Dạ dạ. Cái này cho mấy hộ nghèo. Chạy vô kia không? Dạ. Dạ. Dưa leo gì? Dưa không à? Dạ. 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 Ê, coi chừng xích dưa leo luôn. Xích cái này. Không dưa leo không á. Mình hỏi người ta. Ông cột này lại giùm con tư. Cột hộp dịch lại giùm con tư. Mấy cái này quải quá hả? Ông cụ sống mình một hả? Ông sống ai ông cụ? Chuẩn bị đám cưới đó. Đây. Cút gút bển nào, cút bển thối rồi vậy ta. Cút gạo ha. Đây. Có lấy con phần hả? Có phần à. Bò cái chỗ có phần à. Dạ, mấy phần hả? Út, tư. Rồi đủ rồi. À, tao phần tí xuống. Rồi dưa leo nữa. Dưa leo nữa. Đây. Rồi, chúc ngon miệng. Dạ. Dưa leo. Con gửi cô. Ủa cô biết con hả? Biết. Tốt hơn trên quay đó. Dạ. Cảm ơn nhiều nghe hồ. Dạ. Cô đi bán số đó. Dạ cô. Đâu có không? Học dịch hộ khó khăn. Dạ. Học dịch khó khăn với gạo. Cảm ơn. Dạ cô. Cảm ơn. Dạ không? Đây con. Dạ, dạ. Cảm ơn. Dạ. Dạ. Ổng đồ. Rồi vô leo vậy ông ơi. Dạ, tôi đang giờ ổng đậu tôi thẳng ngoài. Thẳng luôn hả? Ăn vô leo không? Không. Bác nào ăn vô ra lấy vô nha. Đây con gửi chú nè. Lấy đi mấy bọc đó. Dạ. Dạ. Đây con gỡ bà. Cảm ơn nha. Dạ bà. Bọc nữa này. Bọc nữa đi cho bà kia. Nhanh nha. Nhanh rồi, tới luôn, Đây. Chưa. Đây người ta. Lấy dưa không? Còn rồi, đưa bạch hợp dịch nhỏ này gạo còn. Dạ. Không, nó gạo còn. Đó nè. Rồi, tao luôn. Dạ. Dạ rồi. Vô đây. Dạ. Cho hai đứa nhỏ không? Bịch gạo với bột. Dạ, hộp dịch ha. Đây, còn gửi đây. Rồi. Dạ, nhét vô. Nhét vô. Đây con gửi đây. Có hộp dịch chưa? Rồi ở đó. Rồi. Gạo nhiều mà bỏ ẩm nhiều lắm rồi. Rồi đi sau nó có gạo nữa. Đây nữa không? Dưa nữa không? Cũng đâu cùng dịch ăn. Có. Dịch có khẩu phần rồi. Nhét vô đi mấy cái ngoài đó. Dạ.
bỏ vậy đâu bỏ được, đâu bỏ nè, vô hết chứ đâu phí dạ. Lấy đủ ăn nha con, có lấy đủ ăn. Hai cha con mất cười không? Cái nhà này bên con bên đây thì có hộp vịt đúng không? Đây là hộp vịt đó. Gạo không? Có gạo không? Đây bịch gạo luôn. Rồi báo luôn, báo luôn. Không. Em nè, chị dưa leo không chị? Dưa leo lấy dưa leo. Dạ. Lấy dưa leo có gì hay? Ở đó mấy, ở đây mấy hộ chị? Hai. Hai hay ba? Ba. Ba hộ thì cho ba bịch dưa leo. Mấy mấy bịch dưa leo rồi? Nè lấy vô ăn. À lấy vô thêm bịch nữa. Chú bịch ăn vậy. Ở đó đâu? Dạ, đủ chưa? Đủ chưa? Đủ đủ đủ. Lấy dưa leo không? Bắt qua bọc dịch luôn. Có vài thôi. Có vài thôi. Khoan khoan phần nữa, phần nữa. Phần nữa. Khoan luôn. Khoan 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 anh nuôi, khoan anh nuôi. Ây da. Rồi con ăn rồi, lấy dưa leo cho em. Nè, mang tư rồi. Thêm phần nữa. Đây. Hỏi ông đầu ra được. Dưa leo. À, chú. Đây. Rồi, con gửi chú. Ủa ông ở với ai? Mình một rồi. Ở mình một hả? Ừ, có giò bốn nè. Dạ, con gửi nè. Dạ, chú năm ông năm nay nhiêu rồi? 6 sinh ngày 8/2. Ồ, bị chân bị tật luôn. Bị tật rồi nhỏ lắm. Dạ. Người không gầy dịch bệnh rồi ông làm gì để sống? Có làm gì đâu. Hàng ngày cái công việc ông làm gì? Ở công thì có giò không có làm gì được đó. Dạ. Không có con cái gì luôn. Ừ, không có con cái được có gì. Dạ, sống nhờ trợ giúp thôi. Ừ, trợ giúp. Không gầy có rau củ ăn không ông? Có. Dạ. Ta cũng có cho ha. Ừ, có cho. Thôi chúc ông sức khỏe, chúc ăn dạ. Ông luôn giữ gìn sức khỏe nha. Dạ. Dạ, thôi chào ông. Ừ. Hai bịch đó nữa là kết thúc hành trình. Rồi, sớm giờ là tiếng gửi đồng hồ. Mấy chú cháu hỗ trợ nhau phát 500 kg dưa. Mấy gạo hộp vịt luôn. Dạ gạo 500 trứng hộp vịt luôn. Với lại gạo. Ê rồi quay ngược đi là nó không có nhảy sóng lên. Dạ không, bình thường, thấy bình thường. Đấy, mấy kia quay không nhảy sóng. Dạ. Mà trong ốc. Thôi bây giờ dạ đi về thôi. Một lần nữa thì chân thành cảm ơn cô bác quý chị.